Đây anh nói thử nhá. Đây anh nói thử nhá. Rồi xin chào quý chị và bạn, trở lại với chuyên nào của em. Thì một số quý anh chị mà hỏi em từ khá lâu rồi. Thì thời điểm trước Toyota Cross phiên bản nhập Thái như này, đó là nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, thì thật sự là cái lượng xe nó cũng không quá nhiều. Tuy nhiên thì trong cái tháng 7 âm lịch sắp tới, tháng 8 âm lịch tới đây, thì cái nguồn cung xe thật sự khá dồi dào và nó có thể trái ngược với một số những cái hãng xe khác nhập khẩu từ Thái Lan khi mà cái nguồn cung bị hạn chế với dịch bệnh. Thì Toyota Cross hiện nay vẫn được bày bán với 3 phiên bản là 720 triệu này, 820 triệu hai phiên bản chạy động cơ xăng và 910 triệu với phiên bản động cơ hybrid xăng lai điện. Trong tháng tới thì thật sự là chiếc xe cũng chưa có chương trình khuyến mại gì cả. Và với những quý anh chị mà tìm hiểu mua xe lần đầu này, anh chị ở Bắc Ninh hay đang làm việc tại Bắc Ninh và có hộ khẩu tại một số tỉnh địa phương lân cận, thì chúng ta hoàn toàn có thể mua xe ở Toyota Bắc Ninh để được tư vấn cũng như là chăm sóc một cách tận tình và chu đáo nhất. Thì trong cái tình cảnh dịch bệnh như này, cái nguồn cung xe đầy đủ, lượng xe dồi dào và sẵn sàng giao ngay, thì thật sự là nó khác rất là nhiều so với cái thời điểm vào khoảng tháng 3, tháng 4 mà khi anh chị hỏi một chiếc xe Cross và có thể đặt hàng ký chờ đến khoảng 3 đến tháng 6 tháng sau, đúng không ạ? Thì thật sự rất là nhiều người cũng đã làm khen có chê có rồi. Tuy nhiên là với những hàng mà đang quan tâm về giá và cần một địa điểm uy tín để mua xe cũng như là hưởng dịch vụ một cách tốt nhất, thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em Hùng qua hotline đang đính kèm trên màn hình. Thông tin về giá bán khuyến mại của một số dòng xe Toyota hay làm sao chúng ta để mua xe một cách tốt nhất và được lợi nhiều nhất về mặt giá bán trên khuyến mại, thì quý anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline đính kèm trên màn hình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.